Triều đình giao cho chúng ta hơn 10 vạn quân. Nay ta chia làm hai đạo nhanh chóng bất ngờ vượt biên giới đánh vào đất Tấm. Tôn Đản, Lưu Kỳ, Hoàng Kim Mãn, Thân Cảnh Phúc, Vi Thủ An sẽ chỉ huy đội thổ binh. Bẩm Chi Châu, quân Đại Việt đã tiến vào bên trong thành rồi. Chỉ e ta không thể cầm cự được lâu. Nhiều người đã bỏ trốn, trong đó có cả người nhà của đại nhân ạ. Khúc sông này có địa hình tự nhiên rất phù hợp cho việc xây dựng phòng tuyến để thực hiện mục tiêu chiến lược đã đề ra. Phải nhanh chóng dựng chiến tuyến để sẵn sàng đón đánh quân Tống trong bất cứ tình huống nào. Trước âm mưu xâm lược của nhà Tống, Thái úy Lý Thường Kiệt chủ trương thực hiện đường lối ngồi im đợi giặc, không bằng đem quân ra để chặn bước tiến của giặc. Cuối năm 1075, ông lên kế hoạch tập hợp lực lượng hành quân sang vùng biên giới, chủ động tấn công ở các căn cứ quân sự quan trọng của nhà Tống để bẻ gãy âm mưu của kẻ thù. Triều đình giao cho chúng ta hơn 10 vạn quân. Nay ta chia làm hai đạo nhanh chóng bất ngờ vượt biên giới đánh vào đất Tống. Tôn Đản, Lưu Kỳ, Hoàng Kim Mãn, Thân Cảnh Phúc, Vi Thủ An sẽ chỉ huy đội thổ binh. Thổ binh đóng ngoài vòng biên giới sẽ lần lượt kéo vào chiếm đất Tống, quấy rối gần biên thủy, đánh phá những đồn tre. Chú ý là làm cho quân Tống tưởng rằng quân ta sẽ tiến vào theo đường bộ để tấn công Ung Châu. Còn ta sẽ dẫn đại quân theo đường thủy từ Vĩnh An. Trong lúc quân Tống kéo xuống cứu các trại ở biên giới, mặt đông nam Ung Châu sẽ bỏ ngỏ. Ta sẽ thuận đường ấy mà dẫn quân tiến đánh Khâm Châu, Liêm Châu. Sau khi thổ binh phá xong các đồn trại, ta giao cho Tôn Đản cầm quân tiến đánh thẳng vào Ung Châu. Còn ta, sau khi phá Khâm Châu và Liêm Châu, sẽ tiến thẳng về Ung Châu để trợ lực tiến công đánh thành. Khi hành quân vào đất Tống, quân Đại Việt ta sẽ cho phát khắp nơi bài lộ mũ văn để nói rõ cho dân chúng được biết rõ lý do vì sao nhà Lý đánh vào đất Tống, nêu lên tinh thần của cuộc chiến là chính đáng, tạo được danh nghĩa hành quân thuận lợi nhất, tránh được sự phản ứng từ phía người dân Tống. Tuân lệnh! Xuất phát! Tiến công! Xin mời vào mua hàng ạ. Đây, hàng của chúng tôi không đắt đâu, rẻ lắm ạ. Ui, có chuyện gì thế nhỉ? Cái gì đấy nhỉ? Ui, đây là cái gì? Bà con ơi! Lại đây mà xem này! Phạt Tống lộ bố văn này. Ông biết chữ không? Đọc cho mọi người cùng nghe đi. Trời sinh ra dân chúng, vua có hiền mới khiến nhân dân được ấm no hòa thuận. Đạo làm chủ dân cốt ở nuôi dân. Vậy mà vua Tống ngu hèn chẳng tuân theo khuôn phép thánh nhân, lại tin kế tham tà của Vương An Thạch, bày những phép thanh miêu trợ dịch, khiến trăm họ mệt nhọc lầm than. Nay bản chức vâng mệnh quốc vương, chỉ đường tiến quân lên Bắc, muốn dẹp yên làn sóng yêu nghiệt, chỉ có ý phân biệt quốc thổ, không phân biệt chúng dân. Phải quét sạch nhơ bẩn hôi tanh để cốt cứu vớt dân chúng. Thịch văn truyền tới để mọi người cùng nghe, ai nấy hãy tự đắn đo, chớ có mang lòng sợ hãi. Chà, xem ra dân Tống đọc lời tuyên cáo đều đồng tình. Cuộc tiến công của quân Lý ta nhất định sẽ thắng lợi. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, quân Đại Việt đã sẵn sàng tiến vào đất Tống. Đặc biệt, bằng việc cho phạt Tống lộ bố văn, kể tội vu oan nhà Tống, kêu gọi nhân dân Tống ủng hộ hành động tự vệ chính đáng của quân dân Đại Việt. Quân Đại Việt đã nêu cao tinh thần chính nghĩa và nhận được nhiều sự giúp đỡ của nhân dân khi hành quân vào đất Tống. Sau khi kế hoạch chủ động tấn công vào các căn cứ quân sự quan trọng của nhà Tống, Thái úy Lý Thường Kiệt nhanh chóng lãnh đạo quân ta hạ thành Khâm Châu, Liêm Châu. Trận đánh này đã cho thấy tài năng quân sự của Thái úy Lý Thường Kiệt, khẳng định những phán đoán của ông là hoàn toàn đúng đắn. Năm 1075. Hỡi các anh em binh sĩ, bên kia chính là trại Cổ Vạn của nhà Tống. Chúng ta hãy tiến công vào trại Cổ Vạn để phá tan điểm chắn cho Ung Châu. Xông lên! Xông lên! Hãy cho người báo tin đến tướng quân Tôn Đản. Ta đã hạ xong trại Cổ Vạn, sẵn sàng hợp quân với các tướng tiến đến Ung Châu. Dạ.
Bẩm Thái úy, tù binh của ta từ các châu ở biên giới đã chiếm được Vĩnh Bình, Thái Bình. Trong đó, quân Lạng Châu vào chiếm châu Tây Bình, châu Lộc. Quân từ Quảng Nguyên và châu Môn chiếm trại Hoành Sơn. Biên giới Ung Châu không được che chở nữa. Theo tin báo về, Triều Tống đã cho quân từ Thành Ung đến cứu các trại. Vậy nên, phía đông nam Ung Châu đang bị bỏ ngỏ. Việc tấn công vào Khâm Châu, Liêm Châu đã trở nên dễ dàng. Nhân lúc chúng tập trung quân bảo vệ Ung Châu mà lơ là những vùng lân cận, ta phải hành động ngay, đưa đại quân bất ngờ tấn công Khâm Châu và Liêm Châu. Tuân lệnh! Năm 1075. Sông lên! Tiến vào Khâm Châu! Tiến ra! Thái úy Lý Thường Kiệt cho quân tiến đánh Khâm Châu. Quan nhà Tống không kịp chống cự, quân ta chiếm Khâm Châu dễ dàng và tiếp tục tiến đánh Liêm Châu. Tôn tướng quân, Thái úy Lý Thường Kiệt đem quân đánh Khâm Châu và Liêm Châu. Quân Tống chống cự không nổi, tất cả các tướng tá của các châu, trại đều bị giết. Hiện nay cánh quân của Thái úy đang tiến đến Ung Châu hợp sức với cánh quân của ta rồi ạ. Được, được lắm. Cuộc tiến công của Thái úy Lý Thường Kiệt diễn ra đúng như kế hoạch. Bằng cách đánh táo bạo bất ngờ, quân Đại Việt lần lượt đánh chiếm và phá hủy căn cứ quân sự của quân Tống ở Khâm Châu, Liêm Châu. Năm 1076, sau khi hạ thủ Khâm Châu, Liêm Châu, cánh quân của Thái úy Lý Thường Kiệt mau chóng đưa quân sang Ung Châu hợp sức với cánh quân của Tôn Đản tấn công thành. Trong lúc đó, quan giữ thành Ung Châu là Tô Giám đóng chặt cửa thành, quyết tâm trấn thủ chờ viện binh, nhưng việc tấn công thành Ung Châu của ta gặp trở ngại. Tiến đến Ung Châu! Thái úy, người đã đem quân tới. Tình hình sao rồi? Bẩm Thái úy, thành Ung Châu quả thực rất kiên cố. Quan giữ thành Tô Giám là một lão tướng dày dạn nên rất gan lì cố thủ. Mặt tướng đã bố trí vây thành Ung vài vòng kín như bưng, lại cho người dụ hàng binh lính, dùng đủ mọi cách hạ thành, nhưng mà không ăn thua gì cả. Ta biết quan giữ thành Tô Giám là một lão tướng dày dạn nên rất gan lì cố thủ. Xem ra cuộc đấu trí của quân ta ở thành Ung Châu sẽ diễn ra rất cam go đấy. Bẩm Tri Châu, quân Đại Việt với binh hùng tướng mạnh đang vây thành vô cùng giáo giết. Quân ta nhiều người vì quá sợ hãi nên đã tìm cách bỏ chạy. Quân ta đang lâm vào thế bí, liệu viện binh có đến kịp để giải vây không ạ? Viện binh thế nào cũng sẽ đến kịp. Chúng ta phải kiên trì cố thủ. Người hãy đem hết tiền bạc và lương thực trong kho ra phân phát cho dân chúng để khích lệ mọi người vững tâm. Còn nếu kẻ nào dám bỏ trốn, chém bêu đầu để làm gương. Tuân lệnh. Bẩm Thái úy cùng các tướng quân, triều đình nhà Tống đã sai viện binh đến thành Ung Châu. Quân tiếp viện đã đến đải quân luôn, cách Ung Châu không xa nữa. Vậy thì các tướng hãy ở đây tìm cách hạ thủ thành Ung. Ta sẽ đích thân đem quân đi chặn đường tiếp viện của địch.
Tuân lệnh. Sống lên. Được tin Trương Thủ Kiết đem quân đến ứng cứu thành Ung Châu, Thái úy Lý Thiện Kiệt cho quân đón đánh ở cửa ải Côn Luân, phá tan được địch, chém Thủ Kiết tại trận. Sau khi Thái úy Lý Thiện Kiệt cho quân lên cửa ải Côn Luân, phá tan viện binh ứng cứu thành Ung Châu, quan giữ thành là Tô Giám dù bị vây hơn một tháng vẫn ra sức giữ thành. Cuối cùng, bằng tài năng và mưu lược của mình, sau 42 ngày đêm vây hãm, đội quân của Thái úy Lý Thiện Kiệt cũng đã hạ được thành Ung Châu. Thế nào thì cũng phải hạ được thành. Hãy dùng tên độc bắn lên xem sao. Dạ tướng. Phải tìm cách khác thôi. Thái úy, chúng ta hãy dùng kế thổ binh xem sao. Thổ binh? Được, hãy làm theo kế của tướng quân. Người đâu? Xếp các bao đất thành bậc thang cao để quân binh nối tiếp nhau treo vào và hạ thành. Bẩm Chi Châu, quân Đại Việt đã tiến vào bên trong thành rồi. Chỉ e đã không thể cầm cự được lâu. Nhiều người đã bỏ trốn, trong đó có cả người nhà của đại nhân ạ. Người thân của ta mà còn nhụt chí như vậy, dân chúng mà biết thì trong thành sẽ hỗn loạn biết chừng nào. Đã vậy, ta sẽ phải làm gương cho trăm họ, để người trong thành cảm phục cao nghĩa của Tô Giám. Không một ai được đầu hàng. Bẩm Thái úy, quân ta đã kéo vào thành. Chi Châu Tô Giám vì kiên quyết giữ thành nên cho ra thuộc 36 người chết trước. Người trong thành cảm ơn nghĩa của Tô Giám, không một người nào chịu hàng ạ. Khá thay cho một Tô Giám cứng cỏi và gan lì, nhưng cuộc đấu trí đến đây có thể kết thúc được rồi. Tiến vào thành. Tuân lệnh. Với kế hoạch tiên phát chế nhân của Thái úy Lý Thường Kiệt, quân Đại Việt đã chủ động đi trước một bước để đạt được mục tiêu là ra quân chặn thế mạnh của quân Tống. Cuộc tiến công đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Sau khi phá thành Ung Châu, Thái úy Lý Thường Kiệt cho kéo quân về nước, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến chống Tống cam go sắp tới. Sau sự kiện thành Khâm Châu, Ung Châu và Liêm Châu bị quân Đại Việt tấn công, vua Tống tức giận, quyết tâm đưa quân xâm lược nước ta. Năm 1076, một lực lượng binh lính đông đảo và tinh nhuệ của nhà Tống dưới sự chỉ huy của Quách Quỳ và Triệu Tiết tiến vào nước ta theo cả đường bộ và đường thủy. Sự tồn vong của Đại Việt lúc này đang đứng trước những thách thức mới. Các người hãy nhớ lấy, lần xuất quân này của triều đình, bốn phương sẽ nhìn vào. Quân ta mà không thu được toàn thắng thì sẽ bất lợi cho triều đình. Các người hãy mau chóng lo xong việc ở An Nam để khôi phục uy danh thiên triều, xác lập bá quyền toàn thiên hạ. Tuân lệnh. Bẩm Thái úy, sau trận thảm bại ở Ung Châu, nhà Tống giao cho Quách Quỳ và Triệu Tiết cầm quân sang nước ta với chục vạn bộ binh tinh nhuệ. Trong đó, chủ tướng Quách Quỳ vốn là một võ quan cao cấp, từng dày dặn trận mạc trong cuộc chiến tranh với Tây Hạ. Phó tướng của Quách Quỳ là Triệu Tiết
cũng là một trong những người từng trải trong các trận đánh. Theo tin do thám, cánh quân của chúng sẽ tập kết ở Ung Châu, rồi theo đường bộ tiến vào nước ta. Cùng đó sẽ có một đạo quân thủy vượt biển vào sông Bạch Đằng để tiếp ứng cho quân bộ, hợp sức đánh vào Thăng Long. Triều đình nhà Tống điều động một đạo quân xâm lược khổng lồ kéo sang nước ta. Nếu quân ta đem toàn bộ lực lượng ra quyết chiến với chủ lực địch ngay khi chúng mới vào biên giới thì rất bất lợi. Vì vậy, chúng ta phải bố trí một thế trận chủ động để đối đầu với quân địch và phân tán sức mạnh của chúng. Quân Tống muốn vào nước ta để tiến về Thăng Long, buộc phải vượt qua sông Cầu. Trên hướng này, ta sẽ xây dựng một phòng tuyến vững chắc để chặn đứng các đạo quân của nhà Tống ngay tại đây. Phòng tuyến trên sông Cầu? Đúng vậy. Quân địch muốn đến được Thăng Long, dù theo đường thủy hay đường bộ, chúng cũng phải vượt qua con sông Cầu. Vậy thì chúng ta hãy lợi dụng chiến hào tự nhiên này để xây dựng phòng tuyến, quyết không để cho địch đặt chân tới Thăng Long. Quân Tống tiến công sang nước ta trong lúc đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt phải chịu sự uy hiếp của Liêu Hạ. Chúng không thể kéo dài cuộc chiến tranh này được. Chúng ta tuy tiềm lực vật chất không hơn địch, nhưng vua tôi, quân dân đều đồng lòng quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc, thì nhất định chúng ta sẽ giành thế chủ động. Trước đội quân hùng hậu thiện chiến của nhà Tống, Thái úy Lý Thường Kiệt đã nghiên cứu kỹ tình hình và đưa ra những đối sách hiệu quả. Trong đó, vị trí chiến lược của sông Cầu đã được vị tướng này sử dụng làm trận địa quyết chiến với quân Tống. Để đối phó với đội quân đông đảo và tinh nhuệ của nhà Tống, Thái úy Lý Thường Kiệt quyết định xây dựng phòng tuyến sông Cầu là nơi quyết chiến chiến lược với đội quân của Quách Quỳ và Triệu Tiết. Phòng tuyến sông Cầu chính là phòng tuyến lớn đầu tiên trong lịch sử chống xâm lăng của nước ta. Khúc sông này có địa hình tự nhiên rất phù hợp cho việc xây dựng phòng tuyến để thực hiện mục tiêu chiến lược đã đề ra. Phải nhanh chóng dựng chiến tuyến để sẵn sàng đón đánh quân Tống trong bất cứ tình huống nào. Khẩn trương. Đây là đoạn giao thông thuận lợi cho việc vượt sông, nhất là ở ba điểm Như Nguyệt, Thị Cầu, Vạn Xuân là nơi quân địch có khả năng vượt sông dễ dàng. Phải tập trung xây dựng phòng tuyến vững chắc ở đây để ngăn chặn bằng được quân địch, không để cho chúng tiến về Thăng Long. Thái úy, người xem, quân dân ta đã ra sức đắp đất làm chiến lũy dọc sông, phía ngoài lũy cho đắp cọc tre làm nhiều lớp dậu, dưới bãi sông lại có những hố trông ngầm. Sông rộng, trông ngầm, dậu dày lũy cao, tất cả kết hợp với nhau chặt chẽ tạo thành một chiến tuyến lợi hại. Tốt lắm. Vậy việc xây dựng phòng tuyến ở khúc sông ở thượng lưu quân dân ta làm đến đâu rồi? Thưa Thái úy, việc xây dựng phòng tuyến đang diễn ra đúng như kế hoạch. Riêng với những đoạn sông có những chỗ núi ăn sát bờ sông hoặc nơi có rừng cây tùm qua lại khó khăn, quân ta tận dụng luôn địa hình hiểm trở này để bảo vệ phòng tuyến và ngăn chặn quân địch vượt sông. Tốt lắm. Khẩn trương lên. Các tướng quân có biết đền thờ này thờ ai không? Dạ thưa Thái úy, mặt tướng được nhân dân quanh đây cho hay, đây là đền thờ hai anh em tướng quân Trương Hống và Trương Hát. Đúng vậy, các ngài đều là võ tướng đã từng phò tá Triệu Việt Vương, đánh thắng quân giặc, cứu đất nước Vạn Xuân khỏi ách áp bức của ngoại xâm phương Bắc. Do công cao đức trọng mà anh em ngài được nhân dân lập đền thờ. Vùng đất này cũng chính là địa hạt mà hai vị tướng quân Trương Hống, Trương Hát cai quản từ hơn 500 năm về trước. Quả nhiên xưa nay các vị anh hùng hết lòng xả thân vì dân vì nước, đời nào cũng có. Họ đã hóa thân vào hồn thiêng sông núi để bảo vệ dân tộc trước những biến cố can qua. Bẩm Thái úy, thưa các vị tướng quân, chi bằng chúng ta hãy xuống ngựa vào đền cung kính dâng lên hai vị tướng quân nén hương thơm để bày tỏ
tấm lòng tri ân, cũng là xin các thần hiển linh mà bảo vệ cho đất nước sớm được yên ổn. Tướng quân nói phải lắm. Phòng tuyến sông Cầu là phòng tuyến lớn đầu tiên trong lịch sử chống xâm lăng của nước ta. Đây cũng là công trình quân sự lớn, thể hiện quyết tâm lớn, niềm tin lớn và bản lĩnh chiến đấu vững vàng năm 1076 để đối đầu với quân xâm lược của nhà Tống. Thái úy Lý Thường Kiệt đã đề ra sách lược xây dựng phòng tuyến kiên cố trên sông Cầu để biến nơi đây thành trận địa quyết thủ. Sau khi đắp xong chiến tuyến, quân đội Đại Việt đã sẵn sàng đóng giữ những vị trí chiến lược quan trọng nhất để chặn bước tiến của quân Tống. Chiến tuyến được đắp dọc theo bờ nam sông Cầu đã cơ bản hoàn thành. Nay ta điều động quân sĩ đến đóng giữ ở những vị trí chiến lược như sau. Thủy binh được chia làm hai bộ phận. Bộ phận chính do hai vị hoàng tử là Hoàng Chân và Chiêu Văn chỉ huy, gồm trên 400 chiến thuyền và trên 2 vạn quân, đóng ở Vạn Xuân là phía đông của chiến tuyến, nơi có thể dễ dàng phối hợp với bộ binh dọc theo chiến tuyến. Tuân lệnh. Bộ phận thứ hai do tướng Lý Kế Nguyên chỉ huy, đóng ở Đông Kênh, chốt giữ ở vùng cửa sông Bạch Đằng, sẵn sàng ứng chiến với đạo thủy binh của quân Tống, kiên quyết ngăn chặn không cho chiến thuyền của địch tiến vào đất liền, làm thất bại kế hoạch phối hợp quân thủy bộ của đối phương. Bộ binh cũng được chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất đóng rải rác dọc theo chiến tuyến, đóng thành những trại quân Như Nguyệt, Thị Cầu, Phấn Động và Vạn Xuân. Hai trại quân Như Nguyệt, Thị Cầu có nhiệm vụ khống chế hai bến đỏ ngang và con đường tiến về Thăng Long. Trại quân ở Phấn Động có nhiệm vụ bảo vệ phòng tuyến. Đây là những cứ điểm quan trọng có thể liên hoàn thủy bộ, ứng cứu cho nhau nhanh chóng kịp thời. Bộ phận thứ hai là đại binh chủ lực do đích thân ta cầm quân, đóng ở khu vực Yên Phụ. Từ đây có thể dễ dàng theo dõi mọi tình hình diễn ra dọc chiến tuyến. Địa điểm này là một vị trí cơ động, có thể khống chế mọi ngả đường tiến về Thăng Long và kịp thời chi viện cho các hướng trên phòng tuyến mỗi khi bị địch tấn công. Ngoài quân chủ lực của triều đình, các đội dân binh cũng được huy động vào cuộc chiến đấu này. Lực lượng ở các địa phương có nhiệm vụ đánh du kích, quấy phá địch. Khi đại quân tiến hành tổng phản công thì phải phối hợp chặt chẽ, đánh vào những đơn vị toán quân nhỏ lẻ của địch và sẵn sàng đảm đương công việc tài thương, tiếp tế hậu cần, bắt và áp giải tù, hàng binh. Mặt tướng đã hiểu. Như vậy chúng ta có thể đánh địch trên diện rộng, có chiều sâu, có trọng điểm, đánh cả trước mặt, sau lưng, bên sườn địch. Từ đây sẽ bảo vệ kinh thành Thăng Long, để trung tâm của đất nước không bị rơi vào tay của quân xâm lược. Đúng vậy, nhược điểm của quân đội đi xâm lược là đường xa mệt mỏi, xa cách hậu phương. Ta sẽ quét sâu vào những khó khăn của chúng, đồng thời chủ động tạo thời cơ tiến hành phản công quét sạch quân thù ra khỏi đất nước. Đất định chúng ta sẽ quét sạch quân thù ra khỏi đất nước. Một lần nữa, Thái úy Lý Thường Kiệt vừa là người vạch kế hoạch, lại cũng vừa là người trực tiếp chỉ huy thực hiện việc xây dựng phòng tuyến chống quân Tống. Phòng tuyến sông Cầu sẽ phát huy tác dụng như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón xem.